Xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh trường tiểu học Bình Hưng Hòa. Hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau ôn lại một số kiến thức về các hình mà mình đã được học nha. Chúng ta đã được học về hình chữ nhật rồi, hình vuông, hình bình hành, hình thoi, hình tam giác, hình thang, hình tròn, hình lập phương và hình hộp chữ nhật rồi. Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em về hai hình mới. Chúng cũng được tạo bởi một số hình mà các em đã được học ở đây thôi. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem đó là hình gì nha. Các em nhìn vào màn hình. Ở đây cô có hai hình tròn bằng nhau và một hình chữ nhật như thế này. Bây giờ cô đặt hình tròn thứ nhất đặt ở vị trí này. Hình tròn thứ hai cô đặt ở phía dưới. Hình chữ nhật cô đặt ở đây. Lúc này cô được một hình mới gọi là hình trụ. Vậy hình trụ là hình được tạo bởi hai hình tròn bằng nhau. Cô gọi là hai mặt đáy. Và một hình chữ nhật bao xung quanh, cô gọi đó là mặt xung quanh. Vậy dựa vào đây, cô sẽ giới thiệu với các em một số hình. Cô có hình A, B, C, D, E, G. Câu hỏi của cô đưa ra, theo em, trong 6 hình này, hình nào là hình trụ? Hình trụ được tạo bởi hai hình tròn bằng nhau. Ta gọi đó là hai mặt đáy và một mặt xung quanh. Các em nhớ lại chưa? Cùng kiểm tra xem các em có giống cô không nhé. Tèn tèn, đây. Chúng ta có hai hình trụ, đó là hình A và hình E. Còn hình B, C, D và G không phải là hình trụ. Lý do vì sao nhỉ? Thứ nhất, ví dụ như hình G, các em thấy hai đáy không bằng nhau, cho nên đây không gọi là hình trụ. Rồi, những hình còn lại B, C, D, nếu các em cắt nó ra, thì các em sẽ thấy rằng mặt xung quanh của nó không phải là hình chữ nhật. Do đó cho nên ở đây ta sẽ có hình A và hình E là hình trụ. Các em đã nắm được chưa? Các em biết không, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều vật có dạng hình trụ. Ví dụ ở đây cô có hộp sữa, hộp trà, bình giữ nhiệt hình trụ, ly uống nước hình trụ, hay là lon coca cũng hình trụ này các em. Ngoài ra còn nhiều vật lắm. Các em hãy nhìn xung quanh mình và tìm những vật khác có dạng hình trụ nha. Hình thứ hai cô muốn giới thiệu đến các em ngày hôm nay, đó chính là hình cầu. Hình cầu có xung quanh chúng ta hiện diện rất là nhiều. Ví dụ như quả địa cầu nè, tòa nhà hình cầu nè, quả bóng bay, quả bóng đá, xin lỗi các em, quả bóng đá hình cầu nè, quả cam nè, đồ trang trí trên cây Noel nè, hay bông tai, đây cũng có dạng hình cầu. Vậy, hình cầu được thể hiện ở trong không gian ba chiều nó sẽ như thế này nè các em. Vậy các em thấy giữa hình cầu và hình tròn nó cũng giống nhau, nhưng nó lại khác nhau các em ạ. Hình cầu khác hình tròn chỗ nào? Các em cần lưu ý, hình tròn chính là tập hợp các điểm cắt đều tâm ở trong không gian hai chiều. Chúng ta nhìn thế này là không gian hai chiều. Còn hình cầu là tập hợp các điểm cắt đều tâm đây ở trong không gian ba chiều. Các em lưu ý ha, như thế này. Đây chính là điểm khác nhau giữa hình cầu
và hình tròn. Ngoài ra, trong cuộc sống cũng có nhiều đồ vật khác hình cầu lắm. Các em hãy nhìn xung quanh và tìm giúp cô nha. Bây giờ các em hãy nhìn vào những hình sau đây. Ở đây cô có 5 đồ vật. Theo em, vật nào có hình cầu trong 5 vật này? Quá đơn giản. Các em đoán ra rồi đúng không? Cùng cô kiểm tra nhé. Tèn tèn, đây. Ở đây, trong 5 vật này có 2 vật là hình cầu, đó là quả bóng bàn và viên bi. Có đúng với ý kiến của các em không? Nhiều bạn có lẽ là làm rất là tốt, trả lời đúng rồi đúng không nào? Và đây cũng chính là 2 hình mới mà cô muốn giới thiệu đến cho các em, hình trụ và hình cầu. Ngoài ra, cô cũng muốn ôn tập lại cho các em về những kiến thức mà chúng ta đã được học từ tuần trước đến bây giờ. Kiến thức đầu tiên cô muốn ôn tập cho các em đó chính là công thức tính diện tích của các hình. Chúng ta đã được học công thức tính diện tích của hình chữ nhật. Ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo. Công thức tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. Công thức tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao cùng đơn vị đo rồi chia cho 2. Công thức tính diện tích của hình thang, ta sẽ lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao cùng đơn vị đo rồi chia cho 2. Công thức tính diện tích hình tròn, ta sẽ lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với 3,14. Trên đây là công thức tính diện tích của một số hình các em đã được học. Dựa vào đây, cô muốn các em làm cho cô bài tập số 1 và bài tập số 2. Ở bài tập số 1, người ta cho các em một hình thang vuông có AB bằng 4 cm, AD 3 cm và DC 5 cm. Bây giờ người ta nối B với D, lúc này sẽ được 2 hình tam giác BAD và hình tam giác CBD. Các em hãy tính diện tích của mỗi hình tam giác này dựa vào công thức tính diện tích hình tam giác mà cô vừa nhắc hồi nãy nha. Bài tập thứ 2 là một bài tập cũng quá là đơn giản đối với các em. Chúng ta đã làm trên lớp rất là nhiều lần rồi đó. Cô có một hình tròn. Bên trong hình tròn cô có một hình tam giác vuông ABC có độ dài cạnh AB 3 cm, BC 4 cm và AC 5 cm. Em hãy tính dùng cô diện tích phần tô màu của hình tròn đây. Bài tập này là bài tập các em đã được học. Rất đơn giản đúng không nào? Các em lưu ý đây là một hình tam giác vuông nè. Có 2 cạnh này đã vuông góc rồi ha. Cô đã gợi ý rồi nha. Rồi. Kiến thức thứ 2 cô muốn nhắc đến các em đó chính là kiến thức về hình hộp chữ nhật. Hình hộp chữ nhật chúng ta đã được học về quy tắc tính diện tích xung quanh. Đó là chúng ta sẽ lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao bằng công thức sau đây. Lưu ý phải cùng một đơn vị đo. Kiến thức thứ 2 đó là quy tắc tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Ta sẽ lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai mặt đáy được biểu thị qua công thức dưới đây. Kiến thức thứ 3 về hình hộp chữ nhật cô muốn nhắc lại đó chính là quy tắc tính thể tích của hình hộp chữ nhật. Ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao cùng đơn vị đo. Dựa vào những kiến thức cũ về hình hộp chữ nhật cô vừa nhắc lại,
Cô muốn các em sẽ làm cho cô bài tập 3 và bài tập 4. Bài tập 3, cô cho một bể cá dạng hình hộp chữ nhật như sau. Có chiều dài 1 mét, chiều rộng 50 cm và chiều cao 60 cm. Yêu cầu của cô rất đơn giản. Em hãy tính cho cô diện tích kính dùng để làm bể cá đó. Biết rằng bể cá này không có nắp. Các em nhớ nha, không có nắp. Và điều lưu ý thứ hai là các em phải lưu ý trong cái quy tắc tính của mình, lúc nào cũng phải cắt kích thước phải cùng đơn vị đo ha. Yêu cầu thứ hai đó là các em hãy tính dùm cô thể tích của bể cá này. Bài số 4, cô đã cho chiều dài, chiều rộng và chiều cao của ba hình hộp chữ nhật. Hình hộp chữ nhật 1, 2 và 3. Yêu cầu của cô, các em hãy tính giúp cô diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của ba hình hộp chữ nhật này. Các em làm giúp cô nhé. Và kiến thức thứ ba, cô muốn nhắc lại với các em đó là kiến thức về hình lập phương. Thứ nhất, đó là quy tắc tính diện tích xung quanh của hình lập phương. Cô sẽ lấy diện tích một mặt nhân với 4 trước mặt các em. Đây chính là công thức. Thứ hai là diện tích toàn phần của hình lập phương. Ta sẽ lấy diện tích một mặt rồi nhân với 6, biểu thị bằng công thức dưới đây. Và quy tắc thứ ba là quy tắc tính thể tích của hình lập phương. Ta sẽ lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh. Đây. Dựa vào kiến thức về hình lập phương cô vừa nhắc lại, cô muốn các em sẽ làm giúp cô bài tập 5 và bài tập 6. Bài 5, một hình lập phương có cạnh 2,5 cm. Yêu cầu các em tính dùm cô diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó. Bài tập số 6, cô cho các em 4 hình lập phương. Ở hình lập phương thứ nhất cô và hình lập phương thứ hai, cô đã cho độ dài cạnh của hình lập phương rồi. Nhiệm vụ của các em hãy tính cho cô diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương này. Ở hình lập phương thứ ba, cô không cho cạnh nhưng cô cho diện tích một mặt. Từ diện tích một mặt này, em có thể suy ra được độ dài cạnh của hình lập phương là bao nhiêu. Đồng thời các em cũng tính được diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó. Riêng hình lập phương thứ tư, cô cho diện tích toàn phần là 600 decimet vuông. Làm sao để em có thể tính được diện tích một mặt, thể tích hay là độ dài cạnh đây? Cô gợi ý nhé. Các em đã có công thức tính diện tích toàn phần. Ta sẽ muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương, ta sẽ lấy diện tích một mặt rồi nhân với 6. Vậy dựa vào cái công thức đó, em hãy tìm cho cô diện tích một mặt trước. Có diện tích một mặt của hình lập phương rồi, em sẽ suy ra được độ dài cạnh của hình lập phương đó, cũng như là em có thể tính được thể tích của hình lập phương rồi. Không khó đâu các em, chúng ta hãy cùng nhau bắt tay vào làm bài nhé. Bài học của chúng ta ngày hôm nay tập trung là ôn lại cho các em về các kiến thức cũ. Các em hãy giúp cô làm bài 1, 2, 3, 4, 5 và 6 vào vở, không cần vẽ hình nhé các em. Hạn cuối cho các em nộp bài là 20 giờ thứ tư ngày 8 tháng 4 năm 2020. Các em đã biết cách nộp bài rồi, chúng ta sẽ chụp hình bài làm của mình rồi gửi qua Zalo hoặc gửi trực tiếp cho giáo viên chủ nhiệm.